Mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Hey, em có vài kèo bán nhỏ kênh gì đấy? Ok. Điên lên cho anh em con 11 Pro Max nha, nguyên áp nha. Bao có nguyên áp cơ? Nguyên áp. Bao tiền? Bán cho bà con giá là 7 triệu đồng. Sao rẻ thế? Rẻ. Full chức năng? Full chức năng. Quốc tế không? Quốc tế. Không tin được, đủ ma chú ăn pha giá hơn anh rồi. Rẻ mà. 7 triệu. Nguyên áp. Nguyên áp. Một Pro Max. Đây là bạn Trần Nhộng Mobile. Tiếp tục 7 Plus. Tình trạng thay màn máy quốc tế. Quốc tế 7 Plus quốc tế giá 1 triệu 5. 7 Plus quốc tế full chức năng không? Full chức năng. Bàn thay. Bàn thay. Mà thanh niên này cũng uy tín ấy. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Ok, tiếp. 6F Plus 64GB. Tiếp. Full chức năng. Đẹp cực luôn. Máy đẹp phết nhỉ, bao GB? 64GB. 64GB bao tiền em? 1 triệu 4. Sao rẻ thế? Thế thôi bạn. 6S Plus tí mình sẽ để trên màn hình này là số của bạn Nhượng trong màn hình nhá. Anh chị em mua kèo bạn đấy thì inbox nhá. Tiếp tục. 7G ấn tài khoản ấn nhá. Ấn thì dùng như anh thường mất vân 1 triệu. 7G mất vân 1 triệu. Mất vân tay mà 1 triệu. Vẫn dùng bình thường. Dùng bình thường. Ừ rồi ok. Thế thôi gì? Vâng thế thôi. Ok, đây máy của bạn Nhượng nhá. Thì mình sẽ gắn số điện thoại lên đấy, thì anh chị em nào cần mua những kèo này thì inbox trực tiếp cho số điện thoại trên màn hình nhá. Vâng, chào mọi người. Chào anh em. Ừ ok. Và tiếp tục chương trình là đến với kèo của mình anh chị em ơi. Hôm trước có rất nhiều bạn hỏi mình về kèo XS gì hả có không? Hôm nay mình về rất nhiều XS gì hả cho anh chị em đây. XS quốc tế này. Không fake ID 3 triệu nha. XS quốc tế không fake ID 3 triệu. XS quốc tế full fake ID. Con này nào. Con hết pin à? 64GB. Con này cháy hết pin rồi. Chị em hết pin rồi. Con này mình bán cho bà con là 3 triệu 4 thôi. XS quốc tế 3 triệu 4 full fake ID. XS quốc tế xem bao nhiêu ghi đã. XS quốc tế này 64GB. Con này cũng lại để cho anh chị em bà con 3 triệu 4. Con này mình sẽ báo qua tình trạng cho anh chị em nhá. XS quốc tế full chức năng nha anh chị em nhá. Face ID đầy đủ này. Con này thì màn zin. Alo, men zin xin lỗi anh chị em. Con này là men zin, màn linh kiện nhá, màn linh kiện này. Con face ID đầy đủ anh chị em ơi. Con này thì anh chị em dùng cũng không lỗi làm gì cả. Đây này, mình test cho anh chị em face luôn. Đủ, sao cái phay của gì đấy? Long em không tắt phay à? Xin lỗi anh chị em nhé. Vì đây này, thì cái này thì mình nghĩ là nó lắp cái màn hình lắp lệch thôi. Nên thành ra là cái phay nó tròn tròn. À được, đây này, anh em ơi. Đây, vừa nãy do mình vừa ấy, mình vừa cầm. Sao lại thế này? Thôi nói chung là tí mình cứ bao phay cho anh chị em là 3 triệu 4. Ok anh em. Con này xem nào. Con này bao ghi đây? Con này là 256GB này. À đây 64GB. Cũng chỉ 3 triệu 4 thôi. Nhá, 3 triệu 4 thôi. Thì cam kết cho anh chị em nó là benzin, màn linh kiện. Ái da, con này chụp ảnh đẹp thế nhỉ. Con này là bao nhiêu GB đây? Con này pin thay rồi này anh chị em này. Con này pin thay rồi. 256GB anh em ơi. 256GB thì mình sẽ để cho anh chị em bà con là 3 triệu 8 nhá. XS này 3 triệu 8 thôi. Thì nói thật sự anh chị em ạ, những cái con XS này thì nó chỉ giá bằng con 8 Plus. Đây con này mình nói thật, con này thay lưng. Nhá, con này mình vừa đục lưng ra, chưa có lưng thay vào. Đây này. Đấy. Thì nói chung là mình không bắt anh chị em mua. Để sau tôi ghi mình cũng bán cho anh chị em là 3 triệu 4 nhá. XS chỉ 3 triệu 4 thôi. Thì anh chị em cũng phải hiểu là tiền nào của đấy thôi. Còn đâu nếu mà anh chị em nào muốn hàng xịn, hàng chất đúng không, thì anh chị em chơi hàng zin đặc đẹp đi. Đấy. XS mà zin đẹp như thế này thì nhà mình vẫn bán là 4 triệu rưỡi cơ. Anh chị em nhá. XS mà vẫn zin đẹp này vẫn 4 triệu rưỡi cơ. Đây. Hàng zin đẹp thì mình vẫn bán 4 triệu rưỡi. Pin 100 nhá. Hàng zin đẹp thì mình vẫn bán 4 triệu rưỡi. Còn đâu là anh chị em là chưa có điều kiện thì mà thì anh chị em chỉ cần ra bỏ 3 triệu 4 thôi. Anh chị em chỉ cần bỏ ra số tiền 3 triệu 4 thôi. Còn rẻ hơn cả con 8 mọi lớp mà anh chị em có XS dùng thì anh chị em thấy hợp lý không? Nếu mà anh chị em thấy hợp lý thì anh chị em múc thôi. Nhưng mình không ép anh chị em mua. Ok chưa? Đây này, đấy, XS đẹp như thế này. Nó thật sự XS đẹp như thế này. Đẹp dã man luôn. Con xem con này bao ghi đây. Sao đây có XS đẹp này nhỉ? 64GB, chỉ có 3 triệu 4 thôi. Anh chị em thấy hợp lý không? Mà cam kết ok phê nhá, mình con này mình thử lại này. Con này mà thử mới bị nữa là tí mình cho thằng đệ mình một trận. Nhá. À đúng rồi, tiếc rồi anh chị em nhá, con này không xịt được. Không xịt được anh em ạ. Phê thêm phà luôn 3 triệu 4. Rẻ hơn cả 8 Plus. Nhá, rẻ hơn cả 8 Plus cho anh chị em. Anh chị em cứ ra bất kể một cửa hàng nào cho anh chị em xem. Ngoài 8 Plus bao tiền. Mà so sánh XS mà rẻ ngang nhau đúng không? Nói chung là anh chị em cảm thấy hợp lý thì anh chị em mua thôi. Tiếp tục chương trình đến với bà con này. iPhone
11 Pro này, iPhone 11 Pro quốc tế này, men zin, màn zin không Face ID nhá, men zin màn zin không Face ID, không Face ID, ok chưa? Con này mình vừa nãy mình xem trên máy tính là cắm là mình xem nó là pin 82, nhưng mà ngoài đây là pin 79, nhưng mà thực chất nó là pin 82 anh chị em nhá. Chạy phần mềm thì nó vẫn lên pin 82 đấy nhá. 5 triệu. Nếu mà chị em không thích một con mất Face ID này thì anh chị em nên mà làm máy zin đi. Đây zin, đây zin full chức năng này, nguyên zin nguyên bản đây, full chức năng đây, 6,6 triệu anh chị em ơi, 6,6 triệu nhá, 11 Pro anh chị em nhá, 11 Pro quốc tế, nguyên zin nguyên bản 6,6 triệu, 64 GB, ok chưa? Tiếp tục chương trình món rẻ nữa này, 11 Pro quốc tế này, men zin này, màn GX này, pin 100% này, full Face ID này anh chị em nhá, máy đẹp luôn. Con này mình khởi động lên cho anh chị em xem rồi này. Con này pin 100. Thì mình để cho anh chị em bà con là đánh nghĩa là 5,5 triệu thôi. Thế nhưng mà mình phải thay cái pin mới rồi. Pin báo phần trăm pin đầy đủ. Có pin mới này thì bình thường phải thêm đánh nghĩa phải thêm 400 nữa đấy. Thì nói chung mình bán con này chỉ 5,7 triệu nhá. 11 Pro quốc tế 256 GB full chức năng màn GX. Màn GX thì này thì nó thật sự anh chị em ạ, bạn nào đã dùng màn GX rồi thì các bạn sẽ biết là màn GX thì nó đẹp gần như là zin. 9 so với 10 nhá. 256 GB 11 Pro 5,7 triệu. Còn đâu là nếu mà anh chị em nào mà không thích cái hàng GX, hàng G ủng thì anh chị em làm máy zin đấy. Đấy, 11 Pro 256 này anh chị em này. Hàng nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng này. 11 Pro quốc tế, nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp, full chức năng, pin 88. Quá đỉnh, con này là quá đỉnh luôn. Máy nguyên zin, nguyên bản, nguyên áp mà lại còn pin 88 nữa. Thì để cho anh chị em vào con là 7,3 triệu thôi. 7,3 triệu 11 Pro. Tiếp tục chương trình đến con gì rẻ đấy nhỉ? Đây, 11 Pro Max quốc tế 512 GB. Anh chị em ơi, 512 GB nhá. 11 Pro Max quốc tế 512 GB, 2 SIM vật lý. Con này gần hết pin rồi, mình xem con này pin bao nhiêu đã nha. Pin 97. Máy màu đen, đã sờ ba lưng, siêu tí phim nhá. Để cho anh chị em bà con là 6,5 triệu đồng. 11 Pro Max quốc tế, pin 97, siêu tí phim đây này. Đây này anh chị em ơi, tất cả dùng ok để cho anh chị em còn 6,5 triệu. 6,5 triệu thì nếu mà bình thường anh chị em mua một con 512 GB mà zin đẹp full thì bây giờ anh chị em cũng phải mua được 10 triệu. Mà con này xích tiếp phim thôi mà nó rẻ hơn tầm 3,5 triệu. Chỉ có 6,5 triệu thôi anh chị em nhá. Đó là 11 Pro Max. Đây con 12 Pro này thì hôm trước mình cũng đã lên đây. 12 Pro máy nguyên zin nguyên bản này, đẹp như thế này. Đẹp keng. 7 triệu, 12 Pro quốc tế nhá. Máy đẹp keng, zin đẹp đến đẹp. 7 triệu. Mực tí ti, mực này nhìn kỹ mới thấy anh chị em nhá. Mực bé tí ti ti ti. 7 triệu. Anh chị em mua con này, anh chị em nào mà chưa có điều kiện thì mua con này dùng ok. Nếu mà anh chị em nào mà thích thay màn thì thêm cho mình 800 nghìn nữa mình sẽ thay cho một cái màn GX loại siêu đẹp luôn. Ok, 12 Pro nhá. Tiếp tục chương trình là iPhone XS Max quốc tế. Con này là men zin, màn linh kiện loại đẹp anh chị em nhá. Mình xem này nào. Linh kiện loại đẹp luôn, 64 GB. Mình để cho anh chị em mà con là 4,5 triệu nhá. XS Max còn mỗi một con duy nhất thôi. Hàng màn linh kiện. 11 Pro Max quốc tế. Màn linh kiện loại siêu đẹp luôn anh chị em ơi. Màn đẹp lắm. Đẹp keng luôn. Và máy vỏ đẹp keng luôn. Để cho anh chị em mà con là 5,8 triệu nhá. Nếu mà anh chị em nào mà không thích cái hàng màn linh kiện này thì anh chị em chia màn zin đi. Đây máy zin đi. Đây máy zin đây. Đấy máy zin đây. 64 GB đây. 8 triệu nhá. Máy zin 8 triệu. Pin 100% luôn. Zin đẹp, pin mới 100%, 8 triệu. Còn đâu là nếu mà anh chị em nào thích ghi cao hơn đi, ghi 256 GB đây. 11 Pro Max quốc tế 256 GB này anh em ơi. 256 GB. 11 Pro Max quốc tế 256 GB, hỗ trợ cho bà con lên ui giời ZA này. Bản ZA này 256 GB này. Đẹp keng. 8,500,000 đồng, 11 Pro Max quốc tế 256 nhá. Các bạn cứ ra cửa hàng cho các bạn hỏi xem 11 Pro Max quốc tế 256 GB bao tiền tại chỗ các bạn. Nó chỉ có cái giá là không bao giờ có giá dưới 9,5 triệu. 11 Pro Max quốc tế 256 GB nhá. Mà mình bán chỉ có 8,5 triệu thôi. Cam kết với các bạn là men zin màn zin full chức năng nhá. 11 Pro Max quốc tế 256 GB này. Hỗ trợ cho bà con lên có pin mới luôn. 8,5 triệu. Tiếp tục chương trình là 12 Pro Max quốc tế thì mình còn 2 cây thôi này, còn 2 cây màu vàng này. 10,5 triệu anh chị em ơi. 12 Pro Max quốc tế nguyên zin full chức năng, để cho anh chị em mà con là 10,5 triệu đồng màu vàng anh chị em nhá.
Máy quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. 12 và đồ mắt quốc tế. Tiếp theo chương trình là iPhone 6S đây. Hôm trước mình có về 20 cây 6S, gọi là 64GB máy nguyên zin nguyên bản này. 64GB 6S quốc tế, 64GB nguyên zin nguyên bản, full chức năng. Máy nguyên zin nguyên bản tiêu Nhật về anh chị em nhé. 64GB này, để cho anh chị em bà con 1,2 triệu một cây thôi, 6S nhá. Anh chị em thích hàng cỏ đấy, có hàng cỏ cho anh chị em luôn. 1,2 triệu. Nhiều ông bảo là chứ 200 mua, còn nhiều ông bình luận hôm trước mình có lên video, có ông bảo chứ con này mua 200 còn mua chứ 2 triệu có chó nó mua. Thật sự các bạn ạ, chó không có mà dùng đâu nhá. Tiếp tục chương trình là iPhone 12 thường quốc tế này. Máy benzin màn zin full chức năng vỏ đẹp này, pin 85 này. Để cho anh chị em bà con là 6,5 triệu nhá. 6,5 triệu rồi này, đẹp keng. 12 thường nhá, 6,5 triệu. Còn phiên bản là 128GB đây thì mình vẫn bán cho bà con là đây 128GB đây. Máy nguyên zin nguyên bản nguyên áp này anh em này. 7,3 triệu thôi anh chị em nhá. 7,3 triệu thôi. 12 thường. Nguyên zin nguyên bản nguyên áp đẹp keng. 7,3 triệu. Các bạn cứ cảm thấy cho là hợp lý các bạn mua nhá. Mình cứ lên video thế thôi. Đây, 128GB này. 12 Pro đây thì mình còn hai mã này, 8,8 triệu đồng một cây. 12 Pro quốc tế này, máy đẹp, zin full này, 12 Pro ba mắt anh chị em nhá. 8,8 triệu đồng. Đấy là giá của bên nhà mình. Sao vẫn còn này. 11 thường quốc tế 64GB đây. Máy đẹp dã man luôn, máy màu trắng, máy màu tím này, đẹp không tì vết luôn này. 5,8 triệu đồng này, vẫn là một cái gì đó rất là đẹp. 11 thường này. Máy zin anh chị em nhá. Còn độ XS zin đây nhà mình vẫn là 64,5 triệu anh chị em nhá. Còn đây là XR độ đây. Trước mặt các bạn là có hai con XR độ 13 và XR độ 13 Pro đây. Một con 4,5 triệu và một con 5 triệu, bán lỗ luôn anh chị em nhá. Mắt chéo này là 4,5 triệu, mắt ba mắt này là 5 triệu. 13 Pro quốc tế này, nguyên zin nguyên bản nguyên áp 256GB này. 13 triệu. Ok. 12 mini 5,5 triệu đồng. 11 thường. Ok anh chị em nhá. Đấy, đó là toàn bộ những cái gì mình đã có. Thì cảm ơn anh chị em bà con đã theo dõi. Số điện thoại mình để trên đấy thì anh chị em nào cần liên hệ mình nhá. Chào tất cả anh chị em, chào tất cả bà con.